Điều 36 tôi muốn nói tới là cơ sở vật chất của Nutrilite. Chúng tôi có rất nhiều cơ sở nghiên cứu về Nutrilite, đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của Nutrilite. Điều 37 là chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ chất lượng sản phẩm, và chúng tôi sản xuất kiểm tra chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn GMP. Điều cực kỳ quan trọng trong lịch sử phát triển Nutrilite mà tôi muốn chia sẻ, đó là điều thứ 39. Đây là một cuộc hội thảo diễn ra vào năm 1969. Và trước khi cuộc hội thảo diễn ra, thì tất cả những người Mỹ nghĩ rằng chế độ dinh dưỡng của họ rất tốt. Tuy nhiên, sau cuộc hội thảo này, thì họ nhận thấy rằng chế độ dinh dưỡng của họ chưa thực sự tốt, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Sau cuộc hội thảo này, những điều quan trọng về bổ sung dinh dưỡng đã lan rộng ra khắp nơi. Và đây là cột mốc rất quan trọng trong lịch sử phát triển của chúng ta. Nghiên cứu là một trong những điều mấu chốt làm nên thành công của Nutrilite. Cha tôi đã được công nhận danh hiệu giáo sư ở Đại học Stanford trong lĩnh vực phòng chống bệnh tật. Phòng chống bệnh tật có nghĩa là chúng ta tìm ra những phương pháp để tránh mắc bệnh, chứ không phải là chữa bệnh khi đã mắc bệnh. Tiếp theo, tôi sẽ nói về những nghiên cứu của Nutrilite. Đã có rất nhiều những cuộc hội thảo, và chúng ta cũng tài trợ cho những nghiên cứu khoa học. Với các nghiên cứu khoa học, thì chúng tôi có những thông tin quan trọng nhất về dinh dưỡng và các dưỡng chất thực vật. Điều 42 của chúng ta là, khi quý vị đến với Nutrilite, sẽ thấy rất nhiều những nhà khoa học của chúng tôi đang ứng dụng những công nghệ cao như là phương pháp Control Release Technology, hay là những phương pháp sàng lọc microassay trong nghiên cứu và sản xuất. Điều 43 của chúng ta là, những cơ sở dữ liệu từ thực vật và từ cơ sở dữ liệu này, chúng ta có thể sàng lọc được tất cả các loại thực vật, các thành phần có thể hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta. Tôi nhận thấy rằng, khi mà con người có chế độ dinh dưỡng tốt, thì sẽ có khả năng ngăn ngừa những căn bệnh về sau. Và đó là một điều vô cùng đặc biệt. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ những điều rất đặc biệt trong quá trình nghiên cứu Nutrilite của chúng tôi. Tính tới thời điểm hiện nay, thì chúng tôi đã có 55 những nghiên cứu lâm sàng về sản phẩm. Và chúng tôi cũng có hơn 185 các bằng chứng nhận khác nhau. Những bài báo khoa học của các nhà khoa học Nutrilite được đăng trên các bài báo quốc tế. Điều 48 là, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia cố vấn về khoa học, bao gồm 10 thành viên, và họ là những chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng sức khỏe và di truyền học. Điều 49 là, chúng tôi liên kết với các viện nghiên cứu và trường đại học có tên tuổi trên thế giới. Chúng ta có viện nghiên cứu sức khỏe Nutrilite để tập trung nghiên cứu và huấn luyện, để mọi người có thể chia sẻ về dinh dưỡng và sức khỏe, cũng như nhãn hiệu Nutrilite. Trung tâm kiểm tra sức khỏe của chúng tôi sẽ giúp cho mọi người có những thông tin cơ bản nhất về bản thân, và từ đó biết cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn và nên sử dụng dưỡng chất như thế nào. Mỗi người sẽ tự tìm ra chế độ dinh dưỡng riêng. Chúng tôi có rất nhiều chiến dịch quan trọng trên toàn cầu giúp cho mọi người có kiến thức tốt hơn về dinh dưỡng và sản phẩm, như chương trình Hãy Tô Màu Sức Khỏe Của Bạn. Những chương trình đặc biệt giúp cho trẻ em của chúng ta có sức khỏe tốt và khuyến khích trẻ em ăn nhiều rau. Với chương trình Little Bit Program, chúng tôi huấn luyện, giáo dục cho những quốc gia nghèo hay những người nghèo để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ chế độ bổ sung dinh dưỡng. Với chương trình 58 là chương trình trải nghiệm Nutrilite. Đây là chương trình đặc biệt cho các cấp lãnh đạo du lịch khắp nơi trên thế giới, và họ sẽ đến với chúng tôi và chúng tôi chia sẻ cho họ những thông tin đặc biệt về Nutrilite. Từ đó, họ chia sẻ lại cho tuyến dưới của họ với các cơ quan truyền thông, báo chí, từ đó giúp cho mọi người có nhận thức đúng về thương hiệu Nutrilite. Và chương trình 59 là chương trình Optimal You Program. Chương trình này là chương trình chúng tôi đi khắp nơi và nói chuyện với mọi người, giúp họ có sức khỏe tối ưu. Và chương trình Team Nutrilite của chúng tôi đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Và mục đích của chúng tôi là kết hợp mọi người và giúp họ hiểu lợi ích của việc tập thể dục thể thao. Trước đây và hiện nay, chúng tôi đã có rất nhiều gương mặt đại diện cho thương hiệu Nutrilite. Và hình 62, như các anh chị đã thấy, là đội bóng AC Milan rất nổi tiếng ở châu Âu.
chúng tôi tự hào là nhà cung cấp chính thức thực phẩm bổ sung cho AC Milan. Các anh chị cũng thấy là ở đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên cộng tác, mỗi người đều cố gắng làm hết sức mình để chúng ta có được như ngày hôm nay. Điều 64 là những sản phẩm Nutrilite của chúng ta, và hiện nay ở thị trường Việt Nam chỉ có khoảng 10 sản phẩm. Nhưng tôi tin với đà phát triển này thì thị trường Việt Nam sẽ có nhiều sản phẩm hơn. Và tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị một số sự kiện rất đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành của Nutrilite chúng ta. Ví dụ như Nutrilite là nhãn hiệu dinh dưỡng đầu tiên được kinh doanh ở Bắc Mỹ, và chúng ta cũng là công ty đầu tiên có sản phẩm cung cấp vitamin C với chiết xuất thực vật từ quả Acerola cherry. Nutrilite là công ty đầu tiên nhận giấy chứng nhận sử dụng những phương pháp sinh học để kiểm soát côn trùng, là công ty đầu tiên ứng dụng quy trình đóng gói chân không, và là công ty bổ sung dinh dưỡng đầu tiên nhận giấy chứng nhận từ NCS. Và chúng tôi rất tự hào khi là công ty đầu tiên lập được bảng tổng kết phân loại các dưỡng chất thực vật dựa trên màu sắc của chúng. Các anh chị sẽ rất là vui và tự hào khi biết rằng chúng ta canh tác trồng trọt trên các nông trại hữu cơ nhiều hơn bất kỳ công ty kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng nào trên thế giới. Chúng ta tự hào là nhãn hiệu duy nhất trên thế giới có sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất có nguồn nguyên liệu hoàn toàn trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính nông trại hữu cơ của chúng ta. Và điều 73, tôi biết chắc anh chị ở đây luôn tự hào, đó là Nutrilite của chúng ta là nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới. Điều 74 là cam kết của chúng tôi đảm bảo vị trí dẫn đầu của thương hiệu Nutrilite. Chúng tôi cam kết đưa tới anh chị những sản phẩm tốt nhất từ thiên nhiên, tốt nhất từ khoa học, để đưa đến những điều tốt nhất cho người sử dụng. Điều 75 đó chính là tôi, là sản phẩm của sản phẩm. Mẹ tôi đã dùng sản phẩm trước khi tôi ra đời, và đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục sử dụng Nutrilite. Điều 76 tôi muốn chia sẻ là sản phẩm Double X. Đây là sản phẩm đặc biệt và chủ lực trong các sản phẩm Nutrilite. Và bây giờ tôi rất muốn cùng các bạn tìm hiểu nguyên nhân thứ 77 của chúng ta, và cũng là nguyên nhân cuối cùng. Người đầu tiên làm nên thương hiệu Nutrilite là cha tôi, nhưng điều quan trọng nhất chính là các bạn. Tôi hay nói với cộng sự rằng ai cũng quan trọng, ai cũng có đóng góp rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là những nhà phân phối, chính là các bạn, chính là những tuyến dưới, tuyến trên, những người bảo trợ. Bởi vì nếu không có các bạn, đã không có Nutrilite, và không có bất kỳ điều gì tốt đẹp diễn ra ở đây. Tôi chúc các anh chị những điều tốt đẹp nhất về kinh doanh, về sức khỏe, và khi đó chúng ta sẽ giúp đỡ cho những người xung quanh.